Ok, hello my friend, welcome back to my channel. Tôi let play Garten of Pen Thuli in my club vs Garten of Pen Chu in my club vs Garten of Pen in the block and Pen Kingdom. First play my club Garten of Pen Chu, một phiên bản new map nhé các bạn nha. Ok, mình bắt đầu vào chơi nha. Đây là phiên bản trên my club. Trò này cũng khá giống với trên PC các bạn nha. Map cũng giống, khá giống như hệt đấy các bạn. Tiếp theo mình sẽ bắt đầu mở cửa đây. Ok, bây giờ sẽ bắt đầu đi làm nhiệm vụ nhé các bạn nhé. Wow, ra một map giữa này luôn. Các bạn nhìn thấy cũng khá giống phết. Bây giờ mình sẽ rẽ sang đây để làm nhiệm vụ ở trên map này nhé. Ok. Đây các bạn nhìn giao diện của map này này, khá giống ở phiên bản ở trên PC. Okay, bắt đầu sẽ mở cửa vào đây. Bắt đầu đập nút này để lấy cái máy bay drone nhá. Tiếp theo sau đó mình sẽ cho máy bay drone đập vào cái nút đỏ trên đây. Ok. Ok, vậy là đã mở được một cánh cửa đây. Mình sẽ lấy cái cây gạt này nhá. Sau đó sẽ lắp vào đây để mở cánh cửa bên chỗ này. Ok, bắt đầu sẽ xuống đây, sẽ chuẩn bị gặp con nắp nắp nhé các bạn nhé. Bắt đầu nè. Ok, bây giờ mình sẽ di chuyển qua bên gặp con nắp nắp. Ôi, phải đi mất một vòng, một đường này khá xa đây các bạn. Đi mãi mà vẫn chưa đến đến đoạn cuối luôn. À đây rồi, đã sang map cuối bên chỗ này. Mình sẽ trèo lên đây. Ok, bắt đầu di chuyển xuống đây. Và đây lấy một cái cần cạp ở đây bên trong đây nhá các bạn nhá. Ok, bây giờ bắt đầu chạy. Con nam nam nó chuẩn bị xuất hiện này. Ok, let's go. Ok, nam nam nó đang đuổi kìa các bạn. Chạy mau. Con nam nam nó đuổi. Nó không đuổi nữa. Giật mình. Hóa ra nó vẫn đuổi đằng sau, giật mình luôn. Bị nó bắt mất rồi. Tự nhiên xong rồi bị đẩy sang map này luôn. Ok, mình sẽ thoát phiên bản này ra nhé. Bị bắt phát này là đẩy sang map khác này. Ok, mình sẽ select lại nào. Lẽ ra lúc đấy không quay lại thì sẽ không bị con nam nam nó bắt. Mình sẽ chơi lại nào. Play try game. Bị đẩy sang map nó lạ rồi. Bây giờ mình phải copy map lại cơ. Ok, mình sẽ sửa phần này sau nhé. Tiếp theo sau đó mình sẽ chuyển sang chơi Garten of Pen trên Steam. Một phiên bản PC nhá, play nào. Phiên bản kia mình sẽ chơi sau nhé các bạn nhá. Chó kia nó không tự động lưu lại, mà cứ chết phát là bị đẩy sang map khác. Nên mình sẽ chơi đoạn đấy sau nhé. Show to play load game. Ok, bờ đến đoạn này rồi. Ok, chuẩn bị chạy qua trốn thoát khỏi con Embalina nhé các bạn nhé. You've been a bad student. Ok, let's go. Ok, Embalina nó lại đuổi này.
cũng loại này mình ra trái nhỉ. Bàn tay con Zomozo nó đập xuống và nó rơi ra cái thẻ này nhá. Đầu mình sẽ sang bên đây. Bắt đầu sẽ di chuyển xuống dưới đây nhá. Để sang phiên bản này, gắt từ nấm bên bên của Ly. Chuẩn bị sang chắp mới. Ok, bây giờ sẽ đợi cầu thang cuốn hầm này đi xuống nhá. Rồi chuẩn bị tí sang chắp theo Ly. Các bạn ngó lên là sẽ thấy con Slow Slide nó sẽ xuất hiện nha. À, nó đang ló mặt này. Ok, chuẩn bị sang chắp thủ ly nào. Okunzabi unlocked. Ok, chắp thủ ly nào. Ok, select chắp thủ ly. Tu lát game. Ok, đây phiên bản mình đã mốt con Stinger Flan nhé các bạn nhé. Con này đã thay thế con Obilabert. Đây rồi. Bây giờ mình sẽ đi một vòng quanh xem các bạn xem hình dáng con Stinger Flan này nhé. Và mình sẽ bắt đầu sang bên đây làm nhiệm vụ để bắt đầu cho nó đuổi nhá. Ok, bắt đầu di chuyển qua bên kia để làm nhiệm vụ tô màu các nhân vật bên đây nhá. Ok, bắt đầu nhảy qua đây. Tô màu cho các nhân vật trong đây nhá. Đây xem là màu white. Đây xem màu green. Đây xem màu pink nhá. Màu blue. Stinger Flan này con xem màu cam nhé. Ok, bắt đầu con Stinger Flan nó bắt đầu sang đây nhé. Đầu tiên mình sẽ quay cảnh. À thôi, mình sẽ chơi win luôn nhá. Không quay cảnh dăm ke nữa. Hay mình cứ quay cảnh dăm ke cho nó bắt xem cho các bạn xem nhé. Bắt đầu cho đi bay đập vào nước đỏ nè. Chỗ, bắt đầu di chuyển qua đây rồi. Wow. Nó đã bị rơi xuống kia luôn. Đầu mình sẽ đến phần cuối cho các bạn xem boss ending nhá. Sẽ là con Stinger Flan. Ok, let's go. Bắt đầu cho đế bay đập vào nút đỏ này nhá. Ok,
Ok, bắt đầu cầu thang cuốn hầm chuẩn bị đi lên. Mình sẽ ấn nút này nhé. Ok, đang bắt đầu di chuyển xuống dưới rồi. Nhưng đứng lên ghế kia bị đẩy ra đây luôn này. Nè, sẽ bắt đầu vào đây. Sẽ xuống đây gặp con boss ending Stinger Phần Lan nhé các bạn nhé. Chuẩn bị xuất hiện Stinger Phần Lan. Ok, tiếp theo mình sẽ chuyển sang chơi Captain Man trên Roblox nhé. Một phiên bản trên Roblox Captain Man mới. Đâu rồi? Đây rồi, 12k người đang chơi nhé các bạn nhé. Ok, play now. Đây rồi. Bây giờ sẽ đi tìm map chơi nè. Ủa, khá đông người chơi phết đấy các bạn. Ok, map đang bắt đầu di chuyển vào. Trò này mới update nha các bạn nha. Trên Roblox cách chơi cũng giống y hệt trên phiên bản kia. Ô, hiện tại đang có 2 người chơi thôi. Ok, bắt đầu vào chơi. À, có mình và một nhân vật nữa này. Ơ, nhân vật này sao làm yên đây này. Ok, bắt đầu mình sẽ lấy cái thẻ nha. Sau đó sang đây mở cánh cửa bên đây. Và lấy cái gì mốt này nhá. Sau đó đi tìm cục pin. Ơ, nhân vật kia không chơi luôn này. Mình sẽ sang bên đây tìm cục pin nhá. Ok, bắt đầu cho đi bay remote đập vào cái nút kia nhá. Đây, cửa đã mở. Nhân vật kia sao chưa đi nào? Mình sẽ chạy vào đây tìm quả trứng nhá. Cái trời cũng giống hệt như bên phiên bản PC. Ok, cùng chạy nhanh à. Tìm các quả trứng. Có một nhân vật kia nó không đi làm nhiệm vụ của mình luôn nè.
đầu cho trứng vào con chim Obilabert này nhé. Ok, bắt đầu lấy thẻ này. Ô, nhân vật kia đâu rồi? Nó không đi theo mình luôn nữa này. Còn một người chơi nữa cơ mà. Bắt đầu cho đây bay đập vào nút đỏ này. Okay, bắt đầu di chuyển sang bên này. Okay, bắt đầu di chuyển qua bên kia. Cách chơi cũng giống như hệt ở phim bản. Chú, bị trượt chân mất rồi. Okay, mình sẽ bỏ qua phần này đi. Vì cách chơi nó cũng giống như hệt ở trên PC. Nên mình sẽ chuyển sang từ nửa bên pen on trên mic lại. Mình thử chơi phiên bản này xem nào. Ok, bản này mình đã chơi đến đoạn này rồi. Đây, mình sẽ thử đi sang bên đây xem nào. Ở phiên bản này mình vẫn chưa biết cách mở map là gì nè. Ok, hình như map bên này vẫn chưa được. Ok, mình sẽ khám phá map đó sau nhé các bạn nhé. Sau đó mình sẽ chuyển sang. Một phiên bản trên Minecraft khác nhé. Ok, let's go.
Để sẽ làm con Opila Bird. Sẽ lấy cái remote nha. Sau đó sẽ đây coi như sang lấy cục pin nhá. Mình đập vỡ này rồi. Phải xây lại nhá các bạn nhá, không thì sẽ bị rơi xuống đây đấy. Để bắt đầu vào đây tìm các quả trứng nhá. Okay, mình sẽ đi đập các quả trứng trong quanh đây. Okay, tiếp tục sang bên đây, đập vào cái nút đỏ bên đây nhá các bạn nhá. Quá nhiều con Opila Bird. Okay, ai di chuyển qua đây không? Bắt đầu di chuyển qua đây. Con bớt này nó không ra này. Ảo thế nào, nó cứ đứng yên trong góc này thôi. Phải viết một dòng lệnh Kino nhá. Tiếp theo sau đấy là phần boss ending.
bắt đầu di chuyển xuống dưới gặp con Zumurrod đã các bạn ơi. Okay, tiếp theo mình sẽ chuyển sang chơi Ben Ben Thuri trên MyClub nhé. Ồ, đây có con Obelabert này các bạn. Mình sẽ spam một con Single Flan ra nhá. Ồ, nó đuổi hay sao? Đấy chưa? Ồ, nó đuổi. Đấy chưa? Xong rồi nó đuổi em bắt luôn. Mình bây giờ sẽ phải đổi dòng lệnh Kino nhá. Để bắt đầu mình sẽ spam con Single Flan ra. Đấu con Single Flan luôn. Mình sẽ phải kin ôn tiếp này. Màu. Con Single Flan nó lại đuổi tiếp. Ô. Số ram hết mất con Single Flan rồi. Ok, tiếp theo mình sẽ chuyển sang chơi Ben Ben Kingdom. Bắt đầu rồi, để bay đập ở đây nha. À, con Obelabert giống như hệt con chú trái nét nó vừa xuất hiện này. Bắt đầu đi thu thập các quả trứng. Okay, bắt đầu cho các quả trứng vào miệng con Obelabert này nhé.
bắt đầu sang bên kia nhé các bạn nhé. Ovilapert giống như con chuột chuột chà lét, nó đã chuẩn bị xuất hiện qua đây này. Các bạn xem này, hình dáng nó đây. Tiếp theo mình sẽ cho em bay đập vào đây nhá. Ok, let's go. Ok, nó đã bị rơi xuống đây rồi. Ok, thanks for watching. Please subscribe my channel. Goodbye again.